Kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở về với cõi Vĩnh Hằng cùng với bác Hồ và các vị tiền bối của nước Việt Nam ta. Chúng cháu nghiêng mình kính viếng hương linh bác được bình an về cõi cực lạc, thành kính chia buồn cùng gia đình thân quyến và cầu nguyện cho anh linh của bác thanh thoát trong cõi diệu lạc của thế giới mới. Các bạn thân mến, kênh Dân tộc ta của chúng ta cũng có chủ đề để nói về thủ học trò của bác Nguyễn Phú Trọng. Cùng với không khí quốc tang của đất nước, hôm nay chúng ta hãy xem bác Trọng trở về trường lớp, trở về với tuổi thơ, với tuổi học trò của mình ra sao. Đặc biệt là trước mặt cô giáo mình, bác ấy đã nói gì. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem video nha. Tháng 11 năm 2020, dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường Trung học Phổ thông Nguyễn Gia Thiểu, Tổng Bí thư về thăm thầy cô và mái trường nơi mình từng học hành. Chân tình và cung kính, xin phép xưng em với thầy cô. Em báo cáo các thầy, các cô, bây giờ em là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thời điểm năm 2020. Nhưng khi về trường, em xin phép các thầy, các cô vẫn gọi em là Nguyễn Phú Trọng, cựu học sinh của trường. Trong buổi lễ, các thầy cũng giới thiệu em là cựu học sinh Nguyễn Phú Trọng. Em cũng xin phép được phát biểu cảm tưởng về những kỷ niệm của thời học sinh, về những kỷ niệm đẹp với các thầy, các cô và các bạn học. Tới dự gặp mặt lớp cũ, bác nhờ người chở mình đi xe máy gặp thầy cô, bạn bè. Bác nói: xin cho em, cho tôi bỏ mọi chức tước bên ngoài căn phòng này. Em đến đây mãi mãi là học trò của các thầy, các cô ngày nào. Tôi đến đây mãi mãi là bạn của các bạn, chức tước như phủ vân. Bác đã nói như vậy. Đấu tranh phòng chống tham nhũng đã trở thành phong trào xu thế của cả xã hội. Khi tiếp xúc cử tri, bác ấy nói: cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Đó là nói về tham nhũng. Bàn về hạnh phúc đời người, bác chia sẻ rất giản dị: hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của, ăn ngon mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. Các bạn thân mến, trong đời người chúng ta, bất cứ người nào thành công đến đâu thì tuổi thơ cũng có những cô giáo, thầy giáo rất là tuyệt vời của họ. Và tất nhiên bác Nguyễn Phú Trọng cũng vậy. Bác ấy có một cô giáo đang còn sống cho đến tận bây giờ, đó là cô giáo Đặng Thị Phúc, hiện nay đã cao tuổi rồi. Trong một dịp về thăm cô giáo và đã nhờ người gửi thư cho cô giáo của mình, chúng ta hãy cùng đọc bức thư của học trò Nguyễn Phú Trọng gửi cho cô giáo của mình là Đặng Thị Phúc như sau. Nguyễn Phú Trọng, Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2019, tức ngày 20 tháng Chạp. Kính thưa cô giáo Đặng Thị Phúc, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Kỷ Hợi năm 2019, em xin có mấy lời kính thăm cô và gia đình. Kính chúc cô sang năm mới sức khỏe, trường thọ. Chúc toàn thể gia đình an khang, mọi việc hanh thông, tốt đẹp, có nhiều niềm vui mới. Học trò cũ của cô, Trọng. Em vẫn giữ mãi những kỷ niệm sâu sắc, không bao giờ phai trong những năm tháng được cô dạy bảo. Trời ơi, khi mà đọc những dòng thư này thì cô giáo chính là cô Đặng Thị Phúc rất là xúc động. Và cô ấy đã dâng dâng rơi lệ. Không ngờ rằng cậu học trò mà cô giáo dạy năm xưa bây giờ lại trở thành là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam. Không có ai ngờ được rằng những người học trò đang ngồi phía dưới kia, một ngày nào đó họ lại là một con người rất là vĩ đại các bạn ạ. Điều này thật là thú vị khi nhìn lại. Và chúng ta thấy hình ảnh của cô giáo rất là tuyệt vời ở đây. Cô giáo đang còn rất khỏe. Chúc cho cô giáo luôn bình an, hạnh phúc và sức khỏe, trường thọ. Khi về thăm trường Nguyễn Gia Thiểu thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có một bài thơ ngắn như thế này. Tôi vui, tôi sướng biết bao nhiêu. Tôi học 10B Nguyễn Gia Thiểu, nay đã trở nên người anh cả. Cuộc đời vui bay bổng cánh diều, Nguyễn Phú Trọng. Và đây là một số hình ảnh khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm trường Nguyễn Gia Thiểu. Chúng ta thấy tình thầy trò vẫn thấm thiết. Và không ai ngờ được rằng ngôi trường này chính là cái nôi đã tạo nên một con người vĩ đại, một Tổng Bí thư rất là yêu dân, rất là tận tụy với công việc, với nước non như bác Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói
Cuộc đời của Bác Trọng là một cuộc đời rất là vĩ đại và thành công tột đỉnh của một con người. Một con người thấp cổ bé họng từ thuở xưa, nhưng qua quá trình rèn luyện, qua quá trình cố gắng đã trở thành một con người mà được bao nhiêu người dân yêu mến. Chúng ta nhìn thấy một hình ảnh của một vị lãnh tụ mà bao nhiêu người dân rất ít những người chê được. Uống nước lọc cho tốt các bạn ạ, chứ không phải rượu đâu nha. Nước lọc đấy. Ngồi làm việc làm lấy một cái coca như thế này để uống. Làm việc xong về phòng lúc nào thì hết sạch cái này luôn. Uống khá nhiều đấy chứ. Cái phần cuối video này chúng ta tâm sự với nhau về một chút về cuộc đời, về nhân sinh. Hơn 30 năm sống trên đời này, chứng kiến bao nhiêu người ra đi, chứng kiến bao thăng trầm cuộc sống, thì tôi cảm thấy một điều rằng hóa ra tất cả những danh lợi phồn hoa sau khi nhắm mắt xuôi tay đã để lại tất cả ở trên thế giới này, và có một mình chúng ta ra đi thôi. Như vậy thì tại sao chúng ta cứ phải tham, chúng ta cứ phải đấu tranh giành lợi về phần mình? Có nhiều người đã lầm đường lạc lối. Có nhiều người như bà Trương Mỹ Lan ấy, bà rất giàu, có hàng mấy trăm nghìn tỷ, bà vẫn muốn giàu tiếp, muốn làm giàu tiếp. Có nhiều người giàu có rồi, làm đến ông nọ bà kia, có tiền tỷ, nghìn tỷ, nhưng họ vẫn cứ tham. Không hiểu tại sao lại như vậy. Chúng ta không cần thiết phải quá nhiều tiền, quá giàu có. Chỉ cần sống an vui, sống biết cho đi ở cái tầm của mình thôi. Ví dụ như tầm của tôi đây thì chỉ là một danh xưng giáo viên quèn thì không thể làm gì khác được. Cứ làm tốt cái bổn phận của mình thôi. Giống như nhiều bài của học sinh họ viết ấy. Có nhiều bạn học sinh họ rất là ít tuổi, nhưng mà họ viết được những điều rất là lớn lao mà người lớn chúng ta chưa chắc đã viết được. Cái đó là suy nghĩ rất là trong sáng, rất là thánh thiện của các bạn học sinh. Và tôi chợt nhận ra rằng trong cuộc đời của chúng ta, chỉ cần sống vui vẻ, sống thuận với tự nhiên và con người, sống đúng với đạo lý, đúng với thuần phong mỹ tục, đó là đã thành công rồi. Nói chung thì tôi không phải là người giảng đạo, chỉ là dạy học các thứ thôi, thì còn làm được tí chứ giảng đạo thì mình cũng chịu. Nhưng mà tự nhiên mình hay nghe những cái bài giảng của Phật Pháp ấy, với lại một số bài giảng của các anh, các chú, các bác đi trước, như là anh Đoàn Quý Lâm này, thầy Ngô Minh Tuấn này, là thầy Trần Việt Quân, thầy Nguyễn Xuân Hương, các thầy đấy, tôi hay nghe những người đấy. Và một số những người dạy làm giàu thì lúc đầu có nghe, nhưng mà bây giờ đấy giảm dần dần rồi. Mình chả cần cái gì phải làm giàu gì cả, chỉ cần sống biết đủ là được rồi. Thời gian rảnh thì tôi thường hay chơi đàn, như với cái đàn như thế này. Nhưng hôm nay tại vì không kết nối được cho nên tôi không chơi thử một bản cho các bạn nghe. Trước đây tôi cũng có một thời gian ngắn đi làm nhạc công đấy chứ. Nhưng mà sau đấy thì cái nghề nhạc công thất thường quá. Kiểu như ở quê mà, thì cả năm cả tháng mới đi được một hai đám thì làm sao mà đủ sống được. Cho nên chuyển sang nghề sư phạm. Đấy. Tâm sự một chút như vậy nha các bạn nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các chương trình video lần sau nha.